Thật không may, rất nhiều công nghệ an toàn mới vẫn là trang bị tùy chọn. Khi đề xuất một chiếc sedan nhỏ gọn mới có giá cả phải chăng với chế độ bảo hành tuyệt vời, Kia Forte thường nằm trong số những chiếc xe đầu tiên được nghĩ đến. Theo một thông báo của Kia vào thứ Hai, đề xuất đó có vẻ như sắp trở nên dễ dàng hơn vì Ford đang được làm mới bánh giữa cho năm mô hình 2022. Đối với những người không nói thông thạo về ngành xe hơi, việc làm mới bánh giữa thường liên quan đến việc cập nhật một mẫu xe hiện có với một số chỉnh sửa về kiểu dáng từ trong ra ngoài, một số công nghệ cao hơn và có thể mạnh hơn một chút. Nó không phải là một thế hệ hoàn toàn mới, nhưng nó đủ khác biệt so với Kia Forte trước đó để đáng nói. 2022 Ford có một số kiểu dáng mặt trước khá ngọt ngào, bắt chước EV6 rất đẹp, ít nhất là từ quan điểm ánh sáng. Nó cũng nhận được huy hiệu mới của Kia mà chúng tôi thích. Vẫn còn đó một sự rung cảm của bé Stinger đang diễn ra ở đây, điều mà chúng tôi cũng thích. Ở phía sau có một cánh lướt gió nắp cốp mới, và trên GT và GT Line trang trí cũng có đèn LED mới. Tuy nhiên, những thay đổi thực sự đến bên trong cabin. Hiện đã có màn hình rộng 10,25 inch có sẵn trên GT và GT Line và màn hình thông tin LCD TFT 4,2 inch lớn hơn trong cụm đồng hồ. Là tiêu chuẩn trên toàn bộ phạm vi, Apple CarPlay không dây và Android Auto hiện cũng là tiêu chuẩn. Ford 2022 cũng được hưởng lợi từ công nghệ an toàn cho người lái xe tiêu chuẩn hơn. Điều này bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ theo làn đường, phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo sự chú ý của người lái và cảnh báo trạch làn đường. Điều đó không tệ, nhưng như chúng tôi đã nói trong bài đánh giá của chúng tôi về mô hình năm 2020, chúng tôi mong muốn bạn không phải trả thêm tiền để có thêm các tính năng an toàn được bao gồm như tiêu chuẩn trên các mô hình khác. Danh sách công nghệ an toàn tùy chọn của Ford ấn tượng hơn. Người mua có thể nhận được hệ thống kiểm soát hành trình thông minh giúp giảm tốc độ khi vào cua. Ngoài ra còn có trợ lý lái xe đường cao tốc của Kia mà chúng tôi biết và thích. Cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau là tùy chọn, cũng như hệ thống cảnh báo thoát hiểm an toàn của Kia. Hệ thống này sẽ cảnh báo bạn nếu ai đó đang phóng lên và có thể đâm vào bạn hoặc cửa của bạn khi bạn đang rời khỏi xe. Khi nói đến công cụ cơ khí, Ford hầu hết vẫn giữ nguyên. Động cơ 4 xi lanh MPI 2.0 lít là tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản ngoại trừ phiên bản GT. Nó tạo ra công suất 147 mã lực và mô men xoắn 132 pound-feet và được kết hợp độc quyền với hộp số biến thiên liên tục. Trong phiên bản SE cơ sở, Kia cho biết thiết lập này tốt cho 41 mpg trên đường cao tốc. Phiên bản GT thể thao hơn có động cơ 4 xi lanh tăng áp 1,6 lít, sản sinh công suất 201 mã lực và mô men xoắn 195 pound-feet. Bạn có thể nhận được nó với hộp số tay 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. GT cũng có hệ thống treo sau đa liên kết và ống xả thể thao hai chế độ. Kia Forte 2022 sẽ có giá khởi điểm 20.085 đô la Mỹ bao gồm 995 đô la Mỹ phí đích và Kia dự kiến sẽ đến tay các đại lý ngay bây giờ. Chia sẻ hữu ích nhé!